Rồi, chào anh em nha. Thì ngày hôm nay Dương sẽ giới thiệu cho anh em cái chỗ bán chuột bãi gắn nha anh em. Bây giờ bắt đầu anh em mình đi thôi. Rồi, tới nơi nha anh em. Chuột ngày hôm nay thì 150 một ký chuột bãi gắn. Anh em có gì ghi lại cái số điện thoại nha. Thì cái chỗ điểm này thì là ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai nha anh em. Thì cái ông anh này là ổng chuột là ổng giao quanh năm luôn á. U, hai cái quạt gió nó hú dữ vậy ta. Anh em thấy số lượng chuột khủng khiếp chưa? Chuột ở đây là anh Hoài, là số điện thoại thì Dương sẽ để chạy trên màn hình, và hồi nãy cũng có số điện thoại nữa bạn. Thì anh em nào mà nếu mà có nhu cầu mà cần chuột bẫy gắn ở các tỉnh khác là có gì là anh em liên hệ với ảnh nha. Ảnh có thể em ship các tỉnh xa nữa bạn. Thì cái vấn đề mà ship tỉnh này tỉnh kia thì anh em có gì liên hệ với ảnh nha. Chuột bẫy gắn nha anh em. Thì giá cả thì nó có thể theo thời gian nha bạn, chứ nó không có cá chết đâu, có thể lên xuống thì lúc nào mình cũng không biết được. Có gì thì anh em cứ liên hệ với người ta. Còn Dương thì Dương không bán chuột bẫy gắn nha anh em. Số lượng chuột anh em thấy ghê hồn chưa? Này thì này đâu có nhiều lắm bạn. Thôi thì Dương cũng chia sẻ chỗ bán chuột bẫy gắn cho anh em đi thôi. Thôi Dương kết thúc clip nha anh em.